Siêu thị điện máy Ecomart xin chào anh chị. Ngày hôm nay thì em xin được hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng máy xay sinh tố của thương hiệu Sunhouse với model là SHD5315G. Đó là với SHD5315G của Sunhouse thì có cấu tạo là gồm có 3 gồm có 2 cối xay chính. Một là cối xay này chúng ta có thể xay đồ khô này. Cối xay này thì chúng ta có thể xay sinh tố, rau củ quả. Đây là có một cái này chúng ta có thể làm một cốc đựng hoặc là có thể làm cối xay cũng vẫn được. Khi mà chúng ta xay nhiều thì chúng ta sẽ chuyển lưỡi dao từ cối xay phụ ngắn sang cái cối cao này để chúng ta xay được nhiều hơn. Khi mà xay sinh tố hoa quả xong thì chúng ta tháo cái lưỡi xay này ra, chúng ta lắp cái nắp vào thì nó lại trở thành một cái cốc chứa sinh tố, chúng ta có thể mang đi tập hoặc là mang đi làm, đi học. Những gọi là kích thước của các cái lưỡi dao này thì nó đều như nhau. Ví dụ như trong quá trình chúng ta sử dụng mà chẳng may có bị hỏng thì chúng ta có thể sử dụng tạm sang trong quá trình mà đợi để mua cái lưỡi dao thay thế. Cái cách sử dụng thì rất là đơn giản. Đây các bạn có thể để ý là cái thân máy. Thân máy thì nó có 3 núm xoay này. Có 3 núm xoay như 3 cái nấc này. Thì chúng ta sẽ lắp vào đây, tương ứng với 3 cái nấc của cối xay chúng ta đặt vào đây như này. Sau đó thì chúng ta sẽ xoay nhẹ sang bên chiều bên tay phải này. Chúng ta xoay nhẹ sang một cái. Nó tạch một cái này là vào là được rồi. Thế lúc này chúng ta vào điều chỉnh đến công suất. Ở đây thì công suất cũng chỉ có 2 công suất là công suất 1 và 2 thôi. Thì chúng ta có thể chọn công suất là vừa nhẹ là 1. Nếu chúng ta muốn xay nhuyễn hơn, kỹ hơn chúng ta chọn nước 2. Chúng ta lưu ý là khi mà sử dụng máy xay ấy, thì chúng ta sẽ xay dao động khoảng từ 10 đến 15 giây thôi. Sau đó chúng ta sẽ ngắt nghỉ và chúng ta tương tự làm cái quá trình, làm cái thao tác như thế cho đến khi mà thức ăn, thực phẩm của chúng ta nhuyễn như ý muốn. Còn B này là cái chức năng, nó là chức năng trộn. Mỗi khi mà chúng ta dùng chức năng B này thì chúng ta phải giữ tay. Nếu mà không giữ tay thì nó sẽ không chạy. Nó cũng sẽ không như cái nút công suất ở bên tay phải này. Đấy. Để được sử dụng thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Tháo ra thì tương tự, các bạn tháo ra thì lại tháo ngược lại. Nghĩa là vừa nãy mình xoay về chiều phải, bây giờ mình xoay ngược về chiều trái. Đấy, như thế thôi. Chúng ta nhấc ra là được. Đấy. Về cách sử dụng thì chỉ có đơn giản như vậy thôi. Trên đây thì em đã hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng máy xay sinh tố của thương hiệu Sunhouse mang model là SHD5315G. Để biết thêm chi tiết thì anh chị có thể truy cập vào website chính thức của siêu thị là Ecomart, www.ecomart.vn. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video.